Hello mọi người nhá. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Đà Bớt TV của mình. Và đến với video ngày hôm nay thì mình hôm nay đang tính là sẽ có một chuyến đi qua khu vực chợ Bát Tràng cũng như là ở khu vực chợ Xuân Quan, khu vực trồng hoa cảnh đấy, hoa và cây cảnh Xuân Quan để mình mua một số đồ nhá. Ví dụ như là ở chuồng gà nhà mình này, cho mọi người xem chỗ này mình cần mua những cái đồ gì. Ở đây thì chính là cái khu vực chuồng gà của nhà mình, nhưng mà cần hiện nay ý, thì mình đang cần cái kiểu bát như này. Bát nhài để cho những con gà nó ăn thóc này, cũng như ăn cơm cho nó sạch sẽ, cũng như là để cho đẹp hơn. Đấy, thì ở khu vực chỗ chuồng gà Tre Bắc này mình muốn mua thêm mấy cái bát như vậy. Ngoài ra thì quay qua cho mọi người về những con gà của nhà mình nhá. Đối với cả những đàn gà này này thì bây giờ nó cũng tương đối là to rồi. Đây. Đấy. Đàn gà này của nhà mình thì được khoảng tầm 3-4 con trống gì đấy. 4 con trống mọi người ạ. Những con màu đỏ thì thường là những con gà trống nhá. Đấy, gà trống. Còn đây là những con gà con của nhà mình. Những cái đàn gà con. Đây đàn này. Đấy, đàn này được 7-8 con gì đấy. Đấy nha. Đấy, và cái đàn này nữa. Đàn này của nhà mình cũng tương đối to rồi. Đây. Đấy, đàn này cũng được 6 con mọi người ạ. 6 con. Tương đối là đẹp. Đàn này cũng được đôi 4 6 con và được chắc là được 4 con trống mọi người ạ, 4 con trống. Ngoài ra đây. Ngoài ra thì hôm nay mình sẽ bổ sung thêm một cái cây mà mình rất thích để ở trong AV, đó chính là cây vẩy ốc, hay còn gọi là cây thằn lằn mọi người nhá. Cây thằn lằn hoặc còn gọi là cây vẩy ốc. Đấy. Mình trồng những cái cây thằn lằn và cây vẩy ốc ấy ở đây này, ở rìa tường, để cho nó leo lên nhá. Nó leo lên, nó bám vào tường. Đấy, mai sau thì nhìn những cái chỗ khu vực tường này mình, nó sẽ rất là đẹp và tự nhiên. Đấy, mình đã có dự định rất lâu rồi. Từ lúc trước khi làm AV thì mình cũng đã tính là cho những cái cây vào đây rồi. Đấy, và hôm nay mình sẽ đi mua những cái mà vật dụng mà mình cần thiết để cho gà và cho chim của mình. Đấy. Trong này đây mọi người này, bây giờ là rất là mát. Cây cối và rất tốt luôn này mọi người này. Cây cối cực kỳ tốt. Và đây thì gần bờ ao nhà mình này cũng như là có cây này che rồi, cây bít che rồi. Buổi chiều thì cũng không bị nóng nữa, vậy nên rất là mát ở chỗ khu vực này. Ok, và hôm nay trước khi đi mua ấy, thì mình sẽ phải đi qua nhà chú mình bắt một con chim họ Mi Mái. Chú mình đã bẫy được ở bờ sông. Và sau đấy thì phải đi được cho mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi luôn. Chỗ quay kinh nhờ. Hôm qua chú răng lưỡi được nhiều không? Đâu, bắt một con đi cái thôi. À, để phải răng lưỡi rồi à? Chuyện kinh ghê. Chuyện này phải đẳng cấp này. Đâu con Mi đâu, cho xem nào. Nhưng mà con này là con nó bị sẩu mà hay nhỉ? Ừ, người ta sẩu mà. Hôm nọ chú làm vườn là nó đã bay qua ruộng của chú rồi. Bay qua ruộng rồi á?
nó bay qua ruộng ấy, hiểu chưa? Ừ. Đấy, xong nó kết nối với con nghi được ở đấy, con nghi được sổng lâu rồi. À thế à? Thế là hai con ấy thì là hôm qua hôm kia treo lồng của anh ấy thì là bẫy con nghi được ấy, con nghi được nó cứ bám ở trên lóc lồng này, nó đánh con nghi được, hai con đánh nhau ấy. Hôm nay đánh kinh thế cơ. Ừ, nhưng mà hôm nay chú, nhưng mà ông bảo là bắt con nghi được sang lồng bẫy mà bẫy, chú sợ mất nghi được của ông ấy thôi. Thế răng lưới luôn. Ừ, hôm qua răng lưới thì con nghi cái là nó phi vào. Con được nó cứ ở trên ngọn nó không xuống. Hôm nay tịt không dám hót. Nó sợ đấy. Hoảng. Con nghi được thì nó sợ, mất con cái nó sợ. Chú định bẫy cả đôi ấy. Đấy. Con được ở ngoài tự nhiên á? Ừ. Ui. Không, con được cũng của ai sổng thôi. Thế à? Con nghi cái là nó dãy nhưng nó không vỡ mặt, hiểu chưa? Đấy. Con này nhìn trông có vẻ non. Mà biết được, nó hót kinh lắm. Nhìn nó cũng mờ. Lúc ở ngoài nhá, nó cứ chiu như cái kinh lắm. Xuống là bờ sông tắm mà. Nhà cháu hôm trước cũng có một con nó đến mà lại mất. Hót ác lắm, lúc ở ngoài chú nghe rồi mà. Giờ qua bố cháu bảo phi trên này cháu lấy luôn. Ừ. Bây giờ con này cũng như này. Ui. Han chuẩy hay nhỉ chú nhỉ. Đứng nhìn ra đây quay hai con đánh nhau rồi. Con lồng ngắn trông nhìn nó còn khiếp hơn. Lồng ngắn chú toàn để làm mồi mà. Trông cái đầu điếc nó trông còn kỹ hơn. Từ ngày đưa cho bố cháu con chim nuôi đẻ làm mồi này là chú phải bắt con này để làm mồi mà. Thì đang tính là nuôi thêm vài nữa để. Mít nhiều quá. Đang tính là nuôi thêm vài nữa để mấy con đực nó về thì là nó bầu con này là được con đực. Ừ. Mà bố cháu cứ lồng lộn lên bảo thôi để tao bắt luôn mày. Thế là hôm qua chú phải gọi điện xin ông ý mà thôi bác cho em xin con đấy rồi. Ông ở đấy bắt về mà nuôi lệch quá bà cứ để cho bác này bố cháu thích quá cũng bảo không đưa cho anh tao đi mua mãi không được cái nọ kia. Ô chào mào nó ăn quả kia hay chú chào. Hả? Chào mào nó ăn quả kia hay phết. Qua chú bắt răng lâu không hay là chỉ lùa tí là đến à, là vừa được. Mới ngồi chưa được 3 phút thế á. răng tay dài không tay dài không lứa một đoạn từ đây đến cửa sắt thế thôi à thế thôi à? Nhưng mà mình biết cái đường bay của nó rồi thì à, ừ, tất nhiên thì mình tính được đường bay của nó. Thôi cho cháu cầm về luôn đi. Bây giờ chú bảo này nhá, con này về là đừng cho ra lồng to vội. Vâng. Một là vẫn cứ để lồng này, hai cho ra lồng rộng hơn thôi. Vâng. Cắt sâu vào. Đấy. Để cho hồi à? Sâu mới dễ cắt vào, dầm ra kiểu như vào cám chòe ấy. Vì chú theo dõi từ hôm qua là vẫn ỉa cứt xanh này này. Ừ. Đấy, cám chưa ăn mấy đâu nên là phải lưu ý không là nó chết. Rồi. Mà để lồng thật bé như này thì con chim nó đỡ nhảy nhiều, nó đỡ chết. Vâng ạ. Không cứ để trong lồng này, nó sợ lồng sắt nó hút thì. Không. Để sang lồng khác. Để lồng này thôi. Đâu mẹ thú đỗ đâu rồi? Vậy là em nó đã về đến nhà mình rồi mọi người ạ. Đây rồi. À, một con chim họa mi mà chú mình đã bẫy được ở khu vực bờ sông Hồng. Đấy thì con chim này nghe chú mình kể là con này nó ở ngoài tự nhiên cũng khá là lâu rồi. Đấy thì bây giờ bẫy được. Đấy nhưng mà về đến nhà nhìn thái độ nó cũng khá là ghê gớm đấy chứ. Bây giờ thì mình vẫn sẽ để nguyên em nó ở trong cái lồng này. Ngoài ra thì sẽ phải cho một cái cống khác vào, cống cám to hơn để cho sâu và dế vào cho em nó ăn nhá. Đấy thì sẽ ổn hơn. À, để một thời gian sẽ tính tiếp mọi người ạ. Đây thì có lẽ là cái thất bại liên tiếp thứ 3 trong năm nay của nhà mình. Tiếp tục đó chính là những con chòe non nó đã bị tha xuống mọi người ạ. Như mọi người đã thấy, những con chim chòe non đã bị tha xuống đây. Tổng cộng mình thấy là 2 con rồi. Và không biết là nguyên nhân tại sao, có thể thời tiết do quá nóng nên mới bị như vậy.
Và đây là những con chim chòe bố mẹ của nhà mình. Thực chất thì mình vẫn cho ăn mồi đầy đủ, tuy nhiên là thất bại vẫn cứ liên tiếp trong những cái ngày tháng của cái năm nay, rất là buồn. Và hy vọng là đợt tới này nó cũng sẽ cải thiện thêm một cái chút gì đấy để sao cho là cái lứa chim chòe than nhà mình nó có thể là ổn định hơn đấy. Tại vì là năm nay thì mình thấy là nó để 3 lứa rồi, nhưng mà lứa này là ấp thành công này, nhưng mà con này lại bị tha xuống này, thực sự là rất buồn mọi người ạ. Còn đây, quay mọi người về cái ổ chim chòe nhà mình, con non nó bay truyền mọi người nhá. Đây này, đấy, con chim non đây, nó bay truyền khoảng tầm 4-5 ngày hôm nay rồi và rất là khỏe mạnh. Cái lứa này này là cái lứa thứ hai và nó nở được 2 quả. Tuy nhiên là một con thì nó cũng đã bị không qua khỏi. Vậy nên là chỉ còn con này thôi mọi người nhá. Đấy, còn con chim chòe than, con chim chòe non này thôi. Và bây giờ thì con cố gắng, mình đang cố gắng chăm sóc nó thật là khỏe mạnh. Đấy. Và nó bay truyền cũng rất là tốt rồi. Buồn vì cái lô chòe than quá mọi người ạ. Buồn chòe than quá. May mắn là năm nay thì mình lại được bắt được nhiều tổ chim chòe than non để mình gây dòng. Đấy, chứ còn không thì cứ trông chờ vào cái lô nhà mình đây. Hai con nó vẫn cứ tắm như này. Thì có mà mó anh em ạ, mó mất. Ok, bây giờ mình đang ở khu vực làng cổ Bát Tràng. Đây được coi là cái khu vực mà làng cổ nhất ở khu vực Việt Nam. Đấy, đây đồ đạc rất nhiều này. Có thể mang về để decor AV cũng như là các thứ. Mình đang tính ở đây mình sẽ mua một số cái bát để cho những con gà nó ăn. Đấy. Đấy, chắc hẳn là anh em ở Hà Nội chắc chắn là biết ở khu vực Bát Tràng này rồi, chắc chắn là sẽ xuống rồi. Đây, đợt trước mình mua những cái bình đây này, cái bình này để cho tổ chim mọi người ạ. Đây, tổ chim đây, treo tường. Cái này mang về cho gan được ạ, dùng đều đều ngày thôi, nhưng mà mang về cho gan rất đẹp luôn, hoặc cho chim, hoặc là phải tắm luôn, cho chim tắm được. Và trong này rất nhiều mọi người nhá, hoa mắt luôn.
Và đây không khí thực sự là cũng khá là ảm đạm, nên mình không muốn nói to. Để tạm đây ạ, rồi tí hỏi sau. Cậu mang về cho gà, cho chim tắm rồi mà. Đó, anh em mình cũng vừa mua được cái bát. Vâng. Đó, rất nhiều đẹp. Vâng, vâng. Đấy, vừa mua được cái bát đúng không ạ? Nhưng mà đấy cũng phải cái, không phải cái bát không bí của mình. Trong này gần như là không có cái loại đấy. Thì chút nữa mình sẽ đi ra ngoài nhé, ra ngoài mình mua. Mình vừa đi qua đường ấy thì thấy là có một chỗ rồi, nhưng mà muốn qua đây quay review cho mọi người qua về cái chợ xứ Bát Tràng này. Đấy. Đây này, mọi người đang treo cây rất đẹp luôn. Ok, ở đoạn trong kia vẫn còn rất nhiều nhá, nhưng mà thôi mình đi một đoạn này thôi để cho mọi người biết qua về cái chợ xứ này nó như thế nào. Đấy. Mình đang có mặt tại làng hoa Xuân Quan. Chỗ này thì khá là nhiều hoa cây cảnh. Mình đang tính là mua cái thằn lằn để nó bò trên cái tường AV mình ấy. À, hiện nay thì mình đang tìm đi một vòng xem thế nào, xem có chỗ nào nó có cây ấy không. Đấy, đây là khung cảnh của cái làng hoa Xuân Quan, nó cũng gần với cả chợ Bát Tràng thôi, rất gần thôi. Cách ở chợ Bát Tràng chỉ có khoảng tầm 1-2 cây đấy, đấy thế thôi. Mình thử vào cái nhà này xem nào. Đây rất mát mẻ nhá. Hôm nay trời thực sự là rất nóng luôn. Cửa sau quay cho anh em. Trời. Trời. Nhà này không có ai kìa. Đi đâu cả rồi. Ok, thử sang cửa bên này xem nào. Cái bên này thì mình trước mua cây tổ quạ bên đấy. Chị, nhà mình có cây thằn lằn không chị? Lấy mấy cây thôi. Nhà đối diện nào? Đây á? Nhưng mà nhà chị có bán à? À, ở bên kia à? Ok, cây mà nó bám vào tường ấy. Vâng, vâng, vâng. À, nhà đối diện này. Cho em gửi dừa cái xe đây nhá. Chị ơi. Không phải, nhà khác. Chà, đây có ghế ngồi đây mà không thấy ai đây. Chị ơi. Mình cũng chưa hình dung ra là cây nó như nào. Đây sao ấy. Ừ. Đây là cây vẩy ốc thì phải. Cây vẩy ốc cũng giống kiểu đấy. Bám vào tường. Hay phết. Ở đây mình thấy có rất là nhiều loại cây mà có thể trồng và decor trong AV. Cây này rất đẹp này. Cây này. Cây này nữa. Toàn cây rất là mới thôi, đời mới mà mình không biết tên. Đây đây.
Đấy, hoa cực kỳ đẹp. Mà hôm nay ngày thực sự là nóng mọi người ạ, thực sự là nóng. Đây, mấy cây này nữa. Còn những cây rất là lạ là mình không biết tên. Như này có mà người bốc vào, vào bốc cũng không biết. Ừ, cây này đẹp này. Đây để cỏ thôi rồi. Rất nhiều cây đẹp. Chuối cảnh đúng không? Đây chuối cảnh. Cây đài thì anh em cũng hay trồng cho vì siêu đẹp. Đấy. Súng này đẹp ghê nhỉ. Mua cái đỏ vàng ấy chứ mua mấy cái kia làm gì. Mình trồng mấy cái này cho nét, về nhà trồng thêm vào màu này màu kia. Đây này, lấy xem cây vàng này này. Anh Tính ơi, để lấy chiều ấy. Chiều không được, ăn bỏ mẹ. Giờ tới Nắng này ngồi ngồi cho sướng. Chiều, chiều mát mát rồi nào. Thật, ừ, tội gì. Đi tới là thôi. Nắng xuống lắm, cái nào em? Đây, cái này này. Nắng chết người, em về đã chán rồi. Với cây đỏ. Mình đã về đến nhà rồi. Ở đây của mình đó chính là một chút hoa súng, một cây hoa súng màu đỏ này, màu hồng đỏ này, một cây màu vàng. Đấy, màu vàng. Đây chính là những cây thằn lằn hoặc gọi là vảy ốc đấy. Hai cây này nó là hai cây giống nhau. Mình mua được 10 cây đấy, về để trồng vào AV này. Như buổi sáng mình đã nói đấy, trồng vào AV này để cho nó lên, nó bám vào tường nó lên nhá. Đấy, trời thực sự nắng. Ngoài ra thì đây chính là những cái phần bát để mình cho gà ăn này. Đấy, mua những cái này cho nó sạch sẽ, cho nó đẹp. Ok, như này là cũng nét rồi. Hôm nay trời thực sự là nắng kinh khủng, không có một gợn mây nào mọi người ạ. Ôi, cây cối trong này bây giờ khá là rậm rạp rồi. Đây, trước tiên là 10 cây vảy ốc mình sẽ trồng vào trước nhé. Những cây đó bé bé nhẹ thôi, tuy nhiên là khi mà trồng vào một thời gian ấy, thì nó sẽ lên rất nhanh. Ok, bây giờ mình sẽ trồng luôn. Ok, sẽ trồng ở ria tường mọi người nhé, tất cả ria tường này cho nó lên lên tường này, về sau thì nó sẽ rất ok. Chỉ một năm sau thôi là nhìn AV là mình nó phải lên một tầm cao mới luôn mọi người ạ, một tầm cao mới luôn. Đã xong. Vậy là cái cây vảy ốc cuối cùng của mình đã hoàn thành, đã trồng thành công mọi người ạ. À, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, cứ cách nhau một đoạn thôi là mình lại trồng những cái cây vảy ốc này. 6 này. Mình trồng 10 cây mọi người, 10 cây. 10 cây và cái này nó leo lên rất nhanh, chỉ cần vài tháng nữa thôi thì mọi người sẽ nhìn thấy nó khác biệt trông thấy luôn. À, mình đã trồng xong những cây vảy ốc rồi. À, và đây quay cho mọi người xem về những cái cây này nhá. Mình chả biết là cây gì, đợt trước mình lấy ở công ty mình, bây giờ nó chuẩn bị leo lên này, có tường nó leo lên, mai sau sẽ rất là đẹp mà nhìn cực kỳ tự nhiên luôn. Ở đây thì nói chung là cây cối lên rất tốt, bởi vì là ở đây trước nhà mình là một lấy bùn ao mọi người ạ. Mình đã lấy bùn ao ở khu vực dưới ao lên và đổ hết vào đây, vậy nên là bây giờ đất khá là màu mỡ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ đạc ra nhá và tiếp tục trồng những cây hoa súng.
những cái hoa súng. Ở nhà mình thì nó có một màu màu đây này, màu trắng và màu hồng tím tím rồi. Bây giờ thì mình sẽ trồng tiếp những cây hoa súng màu vàng và màu hồng đậm mọi người nhá. Ok. Còn bây giờ là đến lượt những cây hoa súng. Đấy thì bây giờ mình có thể là mình sẽ bỏ cây này ra. Cây thủy trúc đợt trước mình trồng để định cho vào ao vi ấy, nhưng mà bây giờ không cần thiết nữa. Thì mình thấy nó thực sự là vô dụng. Vậy nên là bây giờ mình sẽ thay thế bằng hai cây hoa súng ở đấy nhá, vào cái chậu này và cho bể cá này. Đấy, để nâng cấp cái bể cá này lên cho nó đẹp, cũng như là nhìn nó sẽ màu sắc đẹp hơn. Bây giờ thì mình sẽ trồng luôn mọi người nhá. Bao nhiêu bùn đất là trước cho vào trồng, bây giờ là nó ăn hết rồi mọi người này, toàn rễ rồi. Rễ cực to và cực khủng. Đấy, cây này thực chất là nếu mà cho vào bể cá cũng rất là đẹp đấy mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà nhà mình thực sự cũng nhiều. Đấy, tí nữa mình cứ để ra xem mà tí á có cái chỗ nào mà ồn ồn không thì mình sẽ cho vào mọi người nhá, cho vào.